Xin chào anh em nhé. Đó, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một chiếc Lifan anh em nhé. Đó, phiên bản 2020. Đó, xe này thì nói chung là chủ đi cực kỳ ít anh em ạ. Mới chạy được có hơn 1.000 thôi. Đây anh em, chính xác này, 1.227 km. Bao cho anh em luôn là đồng hồ chuẩn anh em nhé. Thì nói chung là xác xe mà chạy hơn 1.000 cây số anh em nhìn anh em biết à. Đó, nói chung là như xe mới dắt ngoài hãng rồi thôi anh em. Đang còn cực kỳ là mới luôn. Hiện tại em xe này đăng ký về biển số Bình Thuận rồi anh em. 86 nhá. B464742. Đó. Mình đi sơ một vòng cho bắt đầu vào phần chi tiết cho anh em mình coi nhá. Dòng này thì nó là một máy anh em, nhưng mà nó làm ra hai cổ bô. Hai bô luôn, bô trên bô dưới nhìn rất là đẹp anh em nhá. Đó, dàn chân nước sơn nước xi nhìn rất là đẹp luôn. Đó, máy móc ốc tán này, đó sáng keng xe lăng keng xe beng nhá. Đó, lốp đang còn gai gió nguyên đai nguyên kiện này. Đó, cái lốp này anh em phải đi 4 năm nữa chưa mòn nha anh em. Đó, đĩa chưa một vết xước nhá. Còi đèn đề xi nhan tất cả mọi thứ đều hoạt động theo xe hết. Và ngoài thì nó có trang bị thêm cho anh em có cả ghế tựa lưng nữa. Anh em ngồi sau rất là khỏe luôn. Đó, người ngồi trước thì cầm thoải mái, người ngồi sau tựa vào đây luôn, mỏi lưng. Đó. Máy móc thì nói chung là hơn 1.000 cây số thì khỏi cần phải bàn nữa anh em. Máy cực kỳ êm luôn, mình để lổ thử cho anh em mình nghe này. Hôm nay phải bóc côn đợi một xí nha. Đó, máy nổ cực kỳ êm anh em nhé. Garanti anh em. Bao êm nhá. Vòi đèn đề xi nhan hoạt động đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Đó, đèn này anh em. Có cả xi nhan đôi luôn nha anh em nhé. Mọi thứ đều hoạt động đầy đủ hết. Anh em nào muốn có thiện chí với chiếc Lifan này thì anh em cứ để lại bình luận phía dưới hoặc để lại số điện thoại cho mình nhé. Đó, sẽ có nhân viên alo cho anh em. Rồi ok, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé.